Một vụ án mạng kinh hoàng đã làm rung chuyển thị trấn nhỏ Lâm Hải, nơi từng yên bình và ít xảy ra biến cố. Thi thể một cô gái trẻ được tìm thấy trong tình trạng thảm khốc, mở ra hàng loạt nghi vấn và bí mật đáng sợ. Khi điều tra sâu, cảnh sát dần phát hiện ra những tình tiết ghê rợn liên quan đến hiện trường tội ác và động cơ gây án bất thường. Đây là một câu chuyện đầy uẩn khúc với sự lạnh lùng và tàn nhẫn khiến cho cộng đồng không khỏi bàng hoàng. Hãy cùng tôi tìm hiểu sâu về vụ án này nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh TFX. Những ngày đầu xuân năm 2018, thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngập tràn trong không khí náo nhiệt của lễ hội mùa xuân. Những con phố rực rỡ sắc màu với những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, dòng người tấp nập qua lại, tận hưởng không khí lễ hội. Tuy nhiên, giữa bầu không khí rộn ràng ấy, một gia đình đang sống trong nỗi hoang mang và tuyệt vọng. Gia đình họ Trương chìm trong bóng tối khi cô con gái duy nhất của họ, Trương Tiểu Nhiên, một nữ sinh trung học 17 tuổi, đột ngột mất tích một cách bí ẩn. Trương Tiểu Nhiên là một cô gái khiến cho nhiều người yêu mến. Với chiều cao nổi bật và khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời và nụ cười tươi tắn, cô luôn là tâm điểm chú ý ở trường học cũng như là trong khu phố. Không chỉ sở hữu ngoại hình ưa nhìn, Tiểu Nhiên còn rất thông minh và năng động. Cô luôn đạt thành tích cao ở trong học tập và còn theo học một khóa đào tạo mẫu tóc tại một học viện danh tiếng ở địa phương. Tài năng, sự nỗ lực và tính cách hòa đồng đã giúp cô nhận được sự yêu quý từ bạn bè và thầy cô. Gia đình của Tiểu Nhiên rất tự hào về cô. Cha cô, ông Trương Văn Hạo, một người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu và giọng nói trầm ấm, luôn dành cho cô con gái sự quan tâm đặc biệt. Dù bận rộn với công việc kinh doanh nhỏ, nhưng ông vẫn cố gắng thường xuyên dành thời gian để chăm sóc và trò chuyện cùng con. Hai cha con thường xuyên dùng bữa tối cùng nhau và chia sẻ những câu chuyện hàng ngày. Ngày 15 tháng 2 năm 2018, Tiểu Nhiên rời khỏi nhà từ sáng sớm để đến lớp học tạo mẫu tóc. Tiểu Nhiên vui vẻ chào cha trước khi rời đi, mang theo túi sách nhỏ đựng dụng cụ học tập. Theo dự kiến, cô sẽ hoàn thành buổi học vào lúc 17 giờ và trở về nhà để dùng bữa tối với cha mình. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ khi ông Trương Văn Hạo gọi điện cho cô vào khoảng 17 giờ 40 phút, nhưng không nhận được phản hồi. Điện thoại của Tiểu Nhiên đã tắt, một điều hoàn toàn trái ngược với thói quen của cô. Ban đầu, ông Trương không quá lo lắng, nghĩ rằng là con gái có thể đang bận rộn với công việc ở lớp hoặc là điện thoại hết pin. Nhưng khi thời gian trôi qua, linh cảm bất an bắt đầu lớn dần ở trong lòng ông. Sau khi gọi cho các bạn cùng lớp của Tiểu Nhiên nhưng không ai biết về tung tích của con, ông đã lập tức liên hệ với người thân và bạn bè gần nhà để tìm kiếm, song vẫn không có kết quả. Đến ngày hôm sau, khi mọi nỗ lực tìm kiếm đều vô vọng, ông Trương quyết định báo cảnh sát địa phương. Cảnh sát đã lập tức triển khai lực lượng để tìm kiếm tung tích của Tiểu Nhiên. Một nhóm tìm kiếm được thành lập, bao gồm các sĩ quan cảnh sát, tình nguyện viên tại địa phương và cả người thân của Tiểu Nhiên. Các tuyến đường cô thường đi qua, những khu vực lân cận trường học và cả các bến xe buýt đều được kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Qua lời khai của các bạn cùng lớp, Tiểu Nhiên đã rời khỏi lớp học đúng giờ và không có biểu hiện gì bất thường. Cảnh sát tiếp tục tiến hành lục soát mọi ngóc ngách trong thành phố và mở rộng phạm vi điều tra sang các khu vực lân cận. Những người có khả năng tiếp xúc với Tiểu Nhiên trong ngày hôm đó đều được gọi lên thẩm vấn. Tuy nhiên, mỗi người đều khẳng định rằng họ không biết gì về sự mất tích của cô. Trong suốt những ngày sau đó, ông Trương không ngừng tìm kiếm con gái. Ông đã đến từng ngôi nhà trong các khu phố, dán các tờ rơi với hình ảnh và thông tin của Tiểu Nhiên, hy vọng là có ai đó đã nhìn thấy cô. Gia đình cũng đã đăng tin tìm kiếm trên mạng xã hội, cầu cứu sự giúp đỡ từ cộng đồng. Sự mất tích của một nữ sinh trẻ trung đầy triển vọng như Tiểu Nhiên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, khiến cho nhiều người cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ. Tuy nhiên, hy vọng nhanh chóng đã chuyển thành nỗi tuyệt vọng khi thời gian dần trôi qua mà không có bất kỳ manh mối nào. 4 ngày sau khi mất tích, vào sáng ngày 19 tháng 2 năm 2018, thi thể của Trương Tiểu Nhiên được phát hiện ở bên bờ sông Thanh Hà, cách trung tâm thành phố Lâm Hải khoảng 20 km. Đây là một khu vực nằm sâu ở trong vùng ngoại ô, hoang vu và ít người qua lại. Người phát hiện ra thi thể là ông Lý Vĩnh Thành, một người dân địa phương sống bằng nghề câu cá. Hôm đó, ông đi ra bờ sông từ sáng sớm, mang theo dụng cụ câu cá như thường lệ. Khi đang tìm một chỗ thích hợp để thả mồi thì ông bất ngờ ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc, dường như là phát ra từ gần một khu vực mép sông. Tiến lại gần, ông kinh hãi nhận ra một hình dáng lạ lùng
trôi nổi giữa lớp cỏ lau ven sông. Mặc dù hoảng sợ, nhưng ông vẫn cố gắng nhìn kỹ và phát hiện ra đó là thi thể của một người. Kinh hoàng đến mức chân tay run rẩy, ông đã lập tức bỏ lại dụng cụ câu cá, chạy thẳng về làng để báo cho chính quyền địa phương. Khi cảnh sát đến nơi, họ xác nhận thi thể thuộc về một nữ giới trẻ tuổi trong tình trạng cực kỳ thê thảm. Hiện trường ở bên bờ sông Thanh Hà gây ám ảnh bởi sự hoang sơ và u tịch của nó. Đây là một khu vực được bao quanh bởi những hàng cây dày đặc với những bụi cây thấp mọc dọc bờ sông. Mặt đất gồ ghề, lởm chởm đá và lấm bùn. Con sông Thanh Hà không rộng nhưng khá sâu, dòng nước chảy chậm tạo thành những vùng đọng lại giữa các khúc cua. Thi thể của Trương Tiểu Nhiên được phát hiện nằm úp mặt ở trong lớp cỏ lau rậm rạp. Chỉ cách mép nước khoảng vài mét, quần áo cô đã rách nát và bám đầy bùn đất, phần lớn cơ thể chìm trong bùn và cỏ. Chỉ có mái tóc xõa dài là nổi lên trên mặt nước. Cảnh sát đã nhận định rằng thi thể đã được cố định, giấu kỹ ở trong đám cỏ lau, nhưng mùi phân hủy của cơ thể và sự trương phồng đã khiến nó dễ dàng bị phát hiện. Quanh khu vực, các sĩ quan cảnh sát đã tìm thấy dấu vết bất thường ở trên mặt đất, có các vệt bùn kéo lê từ phía bờ sông vào sâu ở trong bụi cây, cho thấy thi thể có thể đã được hung thủ kéo từ nơi khác đến đây để phi tang. Các dấu chân còn in hằn ở trên mặt đất bùn, nhưng do thời tiết ẩm ướt và phần lớn các vết tích đã bị nhòe, không đủ rõ ràng để truy vết hung thủ. Tình trạng thi thể của Trương Tiểu Nhiên khiến cho cả đội điều tra không khỏi bàng hoàng. Cô bị tấn công một cách cực kỳ tàn bạo. Gương mặt của cô đã biến dạng hoàn toàn, khó có thể nhận diện nếu không dựa vào đặc điểm của quần áo và các dấu hiệu cá nhân. Một bên mắt bị sưng phồng và có các dấu hiệu bị tác động bởi vật cứng, trong khi phần môi và mũi bị tổn thương nghiêm trọng. Phần cổ của nạn nhân để lại một vết hằn sâu từ một sợi dây mảnh, có thể là dây thừng hoặc là dây cáp. Đây là dấu hiệu cho thấy cô đã bị siết cổ. Tuy nhiên, điều kinh hoàng hơn cả là hung thủ đã dùng vật sắc nhọn để cưa những đường dài và sâu ngang cổ cô. Phần vết cưa này gọn và sắc, cho thấy hung thủ đã sử dụng một con dao hoặc là vật dụng tương tự, với mục đích rõ ràng là gây thêm sự đau đớn và làm mất đi nhân dạng của nạn nhân. Phần đầu của cô cũng phải chịu nhiều cú va đập mạnh. Kết quả khám nghiệm pháp y xác định có ít nhất là 3 vết nứt nghiêm trọng ở trên hộp sọ gây ra bởi một vật cứng, có thể là gậy hoặc là đá lớn. Ở trên cánh tay trái của nạn nhân, con dao gây án vẫn còn mắc lại, cắm sâu vào phần bắp tay, một hình ảnh gây ám ảnh đến tột độ. Phần tay và chân của cô có nhiều vết chảy xước và bầm tím, cho thấy cô đã chống cự kịch liệt trước khi bị khống chế hoàn toàn. Theo báo cáo pháp y, Trương Tiểu Nhiên tử vong trong khoảng thời gian từ tối ngày 15 tháng 2 cho đến rạng sáng ngày 16 tháng 2. Điều này trùng khớp với thời điểm mà cô mất tích. Nguyên nhân tử vong chính được xác định là do bị mất máu. Các vết thương sau đó bao gồm các vết cứa và va đập xảy ra sau khi cô bị siết cổ dẫn đến hôn mê. Đây là hành vi phi nhân tính của hung thủ, cho thấy hắn không chỉ muốn giết chết nạn nhân mà còn có ý định hủy hoại hoàn toàn thi thể cô. Bên cạnh đó, các mẫu ADN được thu thập từ vết máu và tóc rụng và dấu vân tay còn sót lại ở trên con dao. Cảnh sát hy vọng rằng những manh mối này sẽ giúp cho họ nhanh chóng xác định được danh tính của hung thủ. Tuy nhiên, vì hiện trường nằm ở khu vực hẻo lánh và không có nhân chứng trực tiếp, công tác điều tra gặp phải rất nhiều khó khăn. Sự tàn bạo của vụ án đã khiến cho dư luận tại thành phố Lâm Hải rúng động. Người dân không chỉ đau lòng trước cái chết thê thảm của một cô gái trẻ mà còn bị ám ảnh bởi sự nhẫn tâm của hung thủ. Nhiều người dân lo sợ, nghi ngờ rằng một kẻ sát nhân máu lạnh đang lẩn trốn đâu đó ở trong cộng đồng của họ. Phụ huynh bắt đầu kiểm soát chặt chẽ con cái, không cho phép ra ngoài một mình, nhất là vào buổi tối. Các trường học ở trong thành phố cũng tăng cường các biện pháp an ninh, khuyến khích học sinh đi học theo nhóm và không tiếp xúc với người lạ. Vụ án trở thành tâm điểm ở trên các trang báo địa phương, gây áp lực lớn lên chính quyền và lực lượng cảnh sát. Cộng đồng đòi hỏi một lời giải thích và hành động nhanh chóng từ phía cơ quan chức năng. Đội điều tra đã huy động tất cả các nguồn lực, phối hợp với các chuyên gia pháp y hàng đầu để giải mã vụ án. Họ cũng đã mở rộng phạm vi điều tra, rà soát các vụ án tương tự ở trong quá khứ để tìm kiếm mối liên hệ. Gia đình Trương Tiểu Nhiên, đặc biệt là cha cô, ông Trương Văn Hạo, suy sụp hoàn toàn. Khi đến nhận diện thi thể của con gái, ông đã ngã quỵ, không thể đứng vững. Cảnh tượng ám ảnh ấy đã trở thành nỗi đau khôn nguôi cho cả gia đình họ Trương, biến căn nhà đã từng tràn ngập tiếng cười thành nơi u ám và nặng nề. Sau khi thi thể của Trương Tiểu Nhiên được tìm thấy ở trong trạng thái thê thảm,
bên bờ sông Thanh Hà, cảnh sát đã nhanh chóng bắt tay vào việc điều tra nhằm xác định ra danh tính của hung thủ. Bước đầu họ đã tập trung vào những người quen biết với nạn nhân, bởi vì không có dấu hiệu cho thấy cô bị ép buộc trước khi bị mất tích. Các hành xử này thường là dấu hiệu hung thủ có quen biết hoặc là thậm chí là thân cận với nạn nhân, khiến cho cô không đề phòng. Những người đầu tiên được cảnh sát thẩm vấn là gia đình nạn nhân, bao gồm cha cô, ông Trương Văn Hạo, mẹ cô, bà Lý Tú Hà và bạn trai của cô, Vương Kiến Quốc. Ông Trương Văn Hạo, người đã báo cảnh sát về việc con gái mất tích, là người hợp tác rất tích cực với cơ quan điều tra. Ông trả lời mọi câu hỏi một cách chi tiết, cung cấp thông tin về lịch trình hàng ngày của Tiểu Nhiên và những mối quan hệ của cô. Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu đáng ngờ nào ở ông. Ông không có bất kỳ mâu thuẫn hay là động cơ nào để hãm hại con gái. Mặt khác, nỗi đau và sự suy sụp của ông khi biết tin thi thể của Tiểu Nhiên được tìm thấy cũng là bằng chứng cho thấy ông không có liên quan. Bà Lý Tú Hà, mẹ ruột của Tiểu Nhiên, cũng được triệu tập để thẩm vấn. Bà là một người phụ nữ nội trợ, sống chủ yếu nhờ vào sự chu cấp của ông Trương sau khi ly hôn. Bà khai rằng mình không ở gần hiện trường vào ngày Tiểu Nhiên mất tích và cũng không có mâu thuẫn nào với con gái. Bà cũng thể hiện sự đau khổ và hối tiếc khi không thể bảo vệ được con, loại bỏ nghi ngờ từ phía cảnh sát. Trong số những người thân cận của Tiểu Nhiên, bạn trai cô, Vương Kiến Quốc, trở thành đối tượng bị chú ý đặc biệt. Anh là một thanh niên 20 tuổi, đang làm việc tại một cửa hàng sửa chữa xe máy trong thành phố. Theo lời khai của bạn bè Tiểu Nhiên, mối quan hệ giữa hai người gần đây có nhiều căng thẳng. Chỉ vài ngày trước khi Tiểu Nhiên mất tích, họ đã xảy ra một trận cãi vã lớn, được cho là do sự ghen tuông từ phía Kiến Quốc. Khi bị thẩm vấn, Vương Kiến Quốc tỏ ra lo lắng nhưng vẫn hợp tác. Anh phủ nhận việc có liên quan đến cái chết của bạn gái và khai rằng lần cuối cùng họ gặp nhau là trước ngày cô mất tích vài hôm. Tuy nhiên, cảnh sát thấy rằng anh có biểu hiện lúng túng khi trả lời một số câu hỏi, đặc biệt là có liên quan đến việc tranh cãi với Tiểu Nhiên và nơi anh đã ở vào tối ngày 15 tháng 2. Một số bạn bè của Tiểu Nhiên cho biết Kiến Quốc có tính cách bộc trực, đôi khi nóng nảy và rất hay ghen. Điều này làm cho cảnh sát nghi ngờ rằng anh có thể đã bị mất bình tĩnh trong lúc cãi nhau và gây ra thảm kịch. Tuy nhiên, không có bất kỳ bằng chứng vật lý nào để buộc tội Kiến Quốc. Vào đêm xảy ra vụ án, anh đang làm việc muộn tại cửa hàng. Được chủ cửa hàng và các đồng nghiệp xác nhận, không còn lựa chọn nào khác, cảnh sát đành phải tạm thời loại anh ra khỏi danh sách nghi phạm. Một nghi phạm khác được cảnh sát đặc biệt chú ý là ông Lý Hạo Đông, bạn trai mới của bà Lý Tú Hà. Ông Lý là một người đàn ông trung niên, từng ly hôn và làm nghề lái xe tải. Mối quan hệ giữa ông và Tiểu Nhiên từ lâu đã không mấy tốt đẹp. Theo lời kể của bạn bè và người thân ở trong gia đình, Tiểu Nhiên không thích ông Lý và cũng thường tránh mắt ông mỗi khi đến thăm mẹ. Cô từng tâm sự với bạn rằng ông Lý thường xuyên chỉ trích cô và can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mẹ con cô. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra ông Lý có thái độ không mấy thiện cảm với Tiểu Nhiên. Một số người quen biết với gia đình còn cho rằng hai người từng có một cuộc tranh cãi nảy lửa vài tháng trước khi cô mất tích. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ rằng ông Lý có thể đã ra tay sát hại cô do mâu thuẫn cá nhân hoặc là để giải tỏa sự hằn thù. Khi bị triệu tập đến thẩm vấn, ông Lý tỏ ra bình tĩnh và kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Ông khai rằng vào đêm ngày 15 tháng 2, ông đang làm việc ở trên tuyến đường vận chuyển hàng hóa và không ở gần hiện trường vụ án. Hồ sơ làm việc của ông bao gồm lịch trình vận chuyển và biên lai giao hàng đã được xác minh, chứng minh rằng ông không có mặt ở thành phố vào thời điểm mà Tiểu Nhiên mất tích. Dù vậy thì cảnh sát cũng không hoàn toàn loại bỏ ông Lý ra khỏi danh sách nghi phạm. Mối quan hệ căng thẳng giữa ông và nạn nhân vẫn là một đầu mối quan trọng, nhưng không đủ cơ sở để buộc tội ông. Dù đã tiến hành thẩm vấn kỹ lưỡng các đối tượng tình nghi bao gồm cha mẹ, bạn trai và bạn trai mới của mẹ nạn nhân, cảnh sát vẫn chưa tìm ra bất cứ bằng chứng thuyết phục nào để buộc tội họ. Những manh mối thu được từ hiện trường bao gồm dấu vân tay, mẫu tóc và con dao gây án đều đang trong quá trình phân tích. Tuy nhiên, kết quả pháp y vẫn chưa thể đưa ra danh tính chính xác của hung thủ. Bên cạnh những nghi phạm chính thức, có một số giả thuyết khác cũng đã được đặt ra. Một số người cho rằng có thể hung thủ là một người hoàn toàn xa lạ, kẻ đã tình cờ gặp nạn nhân và ra tay vì động cơ nào đó chưa rõ. Cũng có ý kiến cho rằng vụ án có liên quan đến những mối quan hệ xã hội phức tạp mà Tiểu Nhiên có thể đã vô tình vướng vào. Cảnh sát cũng tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra, thẩm vấn thêm những người quen biết với nạn nhân và rà soát các camera giám sát ở trong khu vực gần học viện và nhà của cô. Sau khi rà soát hàng loạt camera an ninh ở trong khu vực gần nơi học viện nơi Tiểu Nhiên theo học,
cảnh sát đã phát hiện ra một đoạn video ngắn có ghi lại hình ảnh cuối cùng của cô. Ở trong video, Tiểu Nhiên được nhìn thấy rời khỏi lớp học trong khoảng 16 giờ 50 phút vào ngày 15 tháng 2, đúng như theo lịch trình thường lệ. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, cô đã bước lên một chiếc xe hơi đỗ gần đó. Đáng tiếc là do chất lượng hình ảnh của camera quá mờ để nhận diện ra rõ biển số xe hoặc là đặc tính chính xác của chiếc xe. Chiếc xe hơi xuất hiện ở trong đoạn video được xác định là một chiếc xe sedan màu đen phổ thông, không có đặc điểm gì nổi bật. Điều này đã khiến cho việc lần theo dấu vết của chiếc xe trở nên vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi không ai ở trong khu vực nhớ gì về sự xuất hiện của nó ở trong ngày hôm đó. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra hàng trăm chiếc xe có những đặc điểm tương tự ở trong khu vực nhưng không tìm được gì khả nghi. Sự mờ nhòe của hình ảnh đã khiến cho manh mối quý giá trở nên vô ích. Mặc dù đã cố gắng khai thác triệt để từ đoạn video, vụ án vẫn rơi vào bế tắc và không có nhân chứng nào nhớ rằng đã nhìn thấy chiếc xe hoặc là nhận ra ai là người lái. Các điều tra viên cũng không thể xác định được liệu Tiểu Nhiên có tự nguyện lên xe hay là bị ép buộc. Tình tiết này cũng càng làm tăng thêm sự bí ẩn và phức tạp của vụ án. Sau 2 tháng điều tra giáo giết, vụ án dường như đã đi vào ngõ cụt, không có thêm bất kỳ manh mối nào tiến triển, khiến cho gia đình nạn nhân và dư luận rơi vào trạng thái hoang mang và tuyệt vọng. Sau nhiều tháng điều tra trong bế tắc, vụ án của Trương Tiểu Nhiên bất ngờ có tiến triển khi một sinh viên đại học mang tên Lưu Phương Lan, người quen của nạn nhân, xuất hiện với lời khai quan trọng. Lưu Phương Lan cho biết cô từng nghe nạn nhân đề cập đến việc bị hai người đàn ông lạ mặt theo dõi. Hai người này theo miêu tả của cô là Trần Vĩ Hạo và Lâm Đức Quân, những kẻ đã từng có tiền án về buôn bán ma túy và từng bị cảnh sát điều tra trong nhiều vụ án khác nhau. Lưu Phương Lan kể rằng trong một lần gặp gỡ vài tuần trước khi xảy ra vụ án, Tiểu Nhiên đã bày tỏ sự lo lắng khi thường xuyên thấy hai người đàn ông khả nghi xuất hiện gần học viện tạo mẫu tóc nơi cô theo học. Tiểu Nhiên cho biết họ không làm gì trực tiếp nhưng ánh mắt dò xét của họ khiến cô bất an. Lời kể của Phương Lan đã dẫn dắt cảnh sát đến với Trần Vĩ Hạo và Lâm Đức Quân. Cả hai người này đều là những đối tượng có tiền sử phạm tội với hồ sơ hình sự dày đặc. Trần Vĩ Hạo, 38 tuổi, từng chịu án 7 năm tù vì tội buôn bán ma túy và có xu hướng bạo lực. Trong khi đó, Lâm Đức Quân, 40 tuổi, là đồng phạm cũ của Trần Vĩ Hạo và cũng từng bị bắt vì các hoạt động phi pháp tương tự. Cảnh sát đã nghi ngờ rằng họ có thể đã nhầm lẫn Tiểu Nhiên với một người cung cấp thông tin cho cảnh sát và dẫn đến việc ra tay sát hại cô. Không chỉ dừng lại ở việc tố cáo, Lưu Phương Lan còn cung cấp một thông tin đáng chú ý khác. Cô tuyên bố mình từng xem một đoạn video được cho là ghi lại những hình ảnh cuối cùng của Trương Tiểu Nhiên trước khi bị sát hại. Theo lời khai, đoạn video này là do chính các sát nhân ghi lại và được lan truyền trên một nhóm kín ở trên mạng xã hội đen. Trong video, Tiểu Nhiên bị trói và tra tấn bằng một con dao rất giống với hung khí được tìm thấy ở trên thi thể của cô. Lưu Phương Lan miêu tả rất chi tiết về con dao, chuôi dao bằng gỗ và có một vết mẻ ở lưỡi dao và dường như đã qua sử dụng nhiều lần. Những đặc điểm này hoàn toàn trùng khớp với hung khí thực sự được phát hiện ở trên cơ thể của Tiểu Nhiên. Cô khẳng định với cảnh sát, tôi đã tận mắt chứng kiến đoạn video, nó thật sự rất kinh khủng. Dựa vào lời khai của Lưu Phương Lan, cảnh sát tin rằng họ đã lần ra manh mối quan trọng. Các điều tra viên bắt đầu tiến hành xác minh thông tin mà cô cung cấp, đồng thời mở rộng điều tra sang các diễn đàn và nhóm kín ở trên mạng đen để truy tìm đoạn video được đề cập. Những đặc điểm về con dao mà cô miêu tả càng khiến cho họ nghi ngờ rằng Lưu Phương Lan thực sự biết nhiều hơn về vụ án. Cảnh sát cũng đã triệu tập Trần Vĩ Hạo và Lâm Đức Quân để thẩm vấn. Cả hai người đều phủ nhận mọi liên quan đến vụ án và khẳng định không hề quen biết với Trương Tiểu Nhiên. Lịch trình của họ vào đêm xảy ra vụ án cũng đã được xác nhận bởi những người quen, nhưng điều này cũng không đủ để hoàn toàn loại họ ra khỏi danh sách nghi phạm. Với tiền án và quá khứ mờ ám, họ vẫn bị đưa vào tầm ngắm. Tuy nhiên, khi đi sâu vào xác minh, cảnh sát bắt đầu phát hiện ra rất nhiều mâu thuẫn ở trong lời khai của Lưu Phương Lan. Đầu tiên, cô không thể cung cấp chính xác địa chỉ hoặc là tên nhóm kín mà cô cho rằng đã đăng tải đoạn video. Cô cũng không thể nhớ lại thời gian cụ thể mà mình đã xem được đoạn video đó. Điều này khiến cho các điều tra viên nghi ngờ đoạn video có thực sự tồn tại hay không. Bên cạnh đó, khi kiểm tra dữ liệu từ mạng đen và các nhóm trực tuyến, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ những bằng chứng nào về sự tồn tại của đoạn video mà Lưu Phương Lan miêu tả. Không có bất kỳ thông tin nào
khớp với những lời khai của cô khiến cho họ bắt đầu đặt câu hỏi về tính xác thực ở trong câu chuyện. Ngoài những mâu thuẫn trong lời khai, cảnh sát cũng tiến hành điều tra thêm về đời sống cá nhân của Lưu Phương Lan. Họ phát hiện ra rằng, mặc dù đang là sinh viên đại học, Lưu Phương Lan lại có quá khứ không mấy tốt đẹp. Cô từng dính líu đến nhiều vụ việc nghiêm trọng, bao gồm nghiện ngập, buôn bán ma túy và làm giả giấy tờ của bác sĩ. Những hành vi này không chỉ khiến cô có tiền sử hình sự mà còn làm giảm độ tin cậy ở trong lời khai của cô. Mặc dù ban đầu lời khai của Lưu Phương Lan mang lại nhiều hy vọng, nhưng sự thiếu căn cứ ở trong các thông tin do cô cung cấp và nhân thân đáng nghi của cô đã khiến cho cuộc điều tra lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt. Cảnh sát không thể tìm thấy bằng chứng vật lý hay nhân chứng nào khác để hỗ trợ cho câu chuyện của cô. Trần Vĩ Hạo và Lâm Đức Quân dù vẫn bị nghi ngờ nhưng không có chứng cứ rõ ràng để buộc tội. Sự thất vọng bao trùm lên đội điều tra, gia đình nạn nhân và cả dư luận. Nỗi đau của gia đình Trương Tiểu Nhiên cũng càng trở nên sâu sắc hơn khi vụ án kéo dài mà không có tiến triển. Người dân ở thành phố Lâm Hải đã tiếp tục sống trong lo sợ và nghi ngờ, không biết kẻ sát nhân tàn bạo đang ở đâu và liệu hắn có tấn công thêm ai khác nữa hay không. Câu hỏi lớn nhất của cảnh sát phải đối mặt đó là Lưu Phương Lan có thực sự biết điều gì đó quan trọng hay không, hay cô chỉ đang cố gắng gây sự chú ý. Việc cô miêu tả chính xác về hung khí đã khiến cho các điều tra viên không thể hoàn toàn bác bỏ lời khai của cô, nhưng những mâu thuẫn và thông tin thiếu căn cứ lại đặt ra nhiều nghi vấn. Sự xuất hiện của quá khứ tội phạm của Phương Lan đã làm dấy lên thêm những câu hỏi về động cơ thực sự của cô. Liệu cô có liên quan trực tiếp đến vụ án hay chỉ là đang lợi dụng tình huống này để che giấu những hành vi khác của mình? Hay có thể là cô đã thực sự chứng kiến điều gì đó nhưng chỉ nhớ lại bị sai lệch do tác động của ma túy? Vụ án tiếp tục rơi vào bế tắc trong suốt 7 tháng, để lại nỗi đau không nguôi cho gia đình nạn nhân và sự sợ hãi ở trong lòng người dân trong thị trấn nhỏ. Các phương tiện truyền thông đã liên tục đưa tin gây áp lực lên phía cảnh sát, đồng thời thổi bùng những tranh luận ở trong dư luận. Nhiều giả thuyết được đặt ra, từ việc nạn nhân bị trả thù cá nhân đến khả năng có liên quan đến một tổ chức tội phạm nào đó. Gia đình của Trương Tiểu Nhiên trong sự đau đớn và tuyệt vọng không ngừng kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng và lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bất chấp mọi sự nỗ lực, vụ án vẫn đang chìm trong màn sương bí ẩn, không có bất kỳ manh mối mới nào xuất hiện. Chỉ đến khi ba nhân chứng độc lập bất ngờ đến trình báo với cảnh sát, vụ án mới lóe lên một tia hy vọng. Những nhân chứng này sống ở các khu vực gần hiện trường cho biết rằng vào chiều ngày Tiểu Nhiên mất tích, họ đã nhìn thấy một người đàn ông đi lại không mục đích gần nơi chiếc xe được cho là đã chở cô đi. Manh mối này thật sự rất hữu ích vì trước đó khi kiểm tra camera thì cảnh sát không thấy có sự xuất hiện của người đàn ông này. Có lẽ hắn ta đã dùng cách nào đó để lẩn tránh các góc quay của camera. Theo lời kể của nhân chứng, người đàn ông này có dáng người cao gầy khoảng 1m75, tóc ngắn, mặc một chiếc áo khoác màu đen và luôn tỏ ra lấm lét. Gã ta liên tục đi qua đi lại ở trong khu vực, không trò chuyện với bất kỳ ai, nhưng thái độ và cách hành xử hết sức khả nghi đã khiến cho họ để ý. Cảnh sát đã nhanh chóng tập hợp các lời khai và bắt đầu phác thảo ra chân dung nghi phạm dựa trên các mô tả từ nhân chứng. Khi chân dung của nghi phạm đã được hoàn thành, đội điều tra đã nhận ra những đặc điểm này rất giống với Triệu Hạo Vũ, một bạn học cùng lớp với Tiểu Nhiên tại Học viện Tạo Mẫu Tóc. Triệu Hạo Vũ, 20 tuổi, là một thanh niên trầm tính, ít giao tiếp và thường không nổi bật trong lớp. Sau khi Tiểu Nhiên mất tích, Triệu Hạo Vũ nghỉ học không lý do trong nhiều ngày liền. Hắn ta không liên lạc với bất kỳ ai và cũng không đưa ra lời giải thích nào với giáo viên hay bạn bè về sự vắng mặt của mình. Khi được hỏi, các bạn học của Triệu cho biết hắn ta đã từng tỏ ra quan tâm đặc biệt đến Tiểu Nhiên. Hắn ta thường tìm cách tiếp cận cô, bắt chuyện và thậm chí là cố gắng tạo ấn tượng tốt bằng những hành động nhỏ nhặt như là giúp cô xách đồ hay là mua đồ ăn. Theo lời kể của bạn bè của cả hai thì Triệu Hạo Vũ dường như có tình cảm đặc biệt với Tiểu Nhiên. Hắn ta từng ngỏ ý muốn hẹn hò với cô nhưng bị cô từ chối. Một số bạn học cho biết sau lần bị từ chối ấy, Triệu Hạo Vũ vẫn tiếp tục bày tỏ sự quan tâm một cách âm thầm. Hắn thường nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhiên từ xa hoặc là cố gắng thu hút sự chú ý của cô ở trong lớp học. Tuy nhiên, Tiểu Nhiên với tính cách hòa đồng và cởi mở không hề đáp lại những tín hiệu này, khiến cho Triệu càng trở nên khó chịu. Một bạn học khác tiết lộ rằng ngay trước khi mất tích, Tiểu Nhiên đã từng chia sẻ rằng cô cảm thấy có chút bất an khi nhận thấy rằng Triệu Hạo Vũ thường xuyên xuất hiện ở những nơi cô không ngờ tới như là bãi đỗ xe hoặc là quán cà phê ở gần trường. Cô không cho rằng
đó là một mối đe dọa, nhưng rõ ràng hành vi này khiến cô cảm thấy không thoải mái. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt đầu nhận thấy Triệu Hạo Vũ có rất nhiều điểm nghi vấn. Ở trong mắt gia đình, Triệu Hạo Vũ là một người con ngoan ngoãn và có trách nhiệm, mặc dù hắn đam mê với đàn hát và từng có ước mơ trở thành nhạc sĩ. Triệu Hạo Vũ sẵn sàng bỏ ước mơ của mình để theo học tại Học viện Tạo Mẫu Tóc. Quyết định này được đưa ra không chỉ vì tương lai của bản thân mà còn để giúp đỡ gia đình. Hắn ta hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể tiếp quản cửa hiệu tóc của mẹ và tiếp tục duy trì công việc kinh doanh gia đình. Gia đình mô tả Hạo Vũ là một người điềm đạm, ít nói và hiếm khi xung đột với người khác. Tuy nhiên, dường như những người thân thiết với hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ nội tâm của Triệu Hạo Vũ. Trái ngược với hình ảnh mà Hạo Vũ thể hiện ở trong gia đình, nhiều người quen biết lại mô tả hắn là một người rất kỳ quặc, khác biệt so với đám đông. Cách ăn mặc và cách hành xử của hắn ta thường không giống ai, đôi khi khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Sự khác thường của Hạo Vũ trở nên rõ rệt hơn khi hắn thể hiện sự hứng thú đặc biệt với các thi thể người chết. Hắn ta đã chủ động xin làm việc tại một nhà xác địa phương, nơi được tiếp xúc với các xác chết hàng ngày. Đồng nghiệp tại đây kể rằng Hạo Vũ có thói quen rất kỳ lạ. Hắn thường lén lút ngồi bên cạnh các thi thể, tỉ mẩn kiểm tra từng chi tiết ở trên cơ thể. Hành động này khiến cho không ít người cảm thấy rất ghê rợn và khó hiểu. Theo lời kể của một số đồng nghiệp thì Triệu Hạo Vũ từng khoe khoang rằng hắn ta đã giết chết một người phụ nữ bằng cách giết cổ nạn nhân. Dù lời nói này ban đầu bị cho là trò đùa, nhưng những hành vi bất thường của Hạo Vũ khiến cho nhiều người không khỏi đặt ra câu hỏi về tính xác thực của nó. Điều này càng làm tăng thêm nghi ngờ rằng Hạo Vũ không chỉ đơn thuần là một người kỳ quặc mà còn có thể mang trong mình những xu hướng tội phạm tiềm ẩn. Nghi vấn về Triệu Hạo Vũ càng được bổ sung khi cảnh sát nhận được lời khai từ một người bạn cũ của hắn. Theo lời khai khai báo rằng Triệu Hạo Vũ có sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với những kẻ giết người hàng loạt. Hắn ta từng tự hào khoe với bạn hình xăm về nhân vật Hannibal Lecter, một kẻ giết người hàng loạt hư cấu ở trong loạt truyện trinh thám nổi tiếng trên cánh tay mình. Không chỉ dừng lại ở Hannibal Lecter, Hạo Vũ còn mê mẩn một nhân vật giết người hư cấu ở trong show truyền hình nổi tiếng. Nhân vật này thường đưa các nạn nhân vào một căn phòng phủ đầy giấy bóng nhằm giữ cho hiện trường tội phạm luôn sạch sẽ và không để lại dấu vết. Sự tương đồng đáng ngạc nhiên giữa những chi tiết này với cách Trương Tiểu Nhiên bị sát hại đã khiến cho cảnh sát không thể không liên hệ chúng lại với nhau. Mặc dù phía cảnh sát đã xác định Triệu Hạo Vũ là nghi phạm chính ở trong vụ sát hại của Trương Tiểu Nhiên, nhưng họ vẫn chưa thể bắt giữ hắn ta do thiếu chứng cứ trực tiếp. Tuy nhiên, bước ngoặt của vụ án đã xảy ra khi những bằng chứng pháp y quyết định được đưa ra ánh sáng. Trên thi thể của Trương Tiểu Nhiên, cảnh sát phát hiện ra một số mảnh băng keo được hung thủ sử dụng để trói nạn nhân. Sau khi phân tích, kết quả xét nghiệm cho thấy ngoài ADN của nạn nhân, ở trên băng keo còn có ADN của Triệu Hạo Vũ. Bằng chứng không thể chối cãi này đã củng cố nghi ngờ của cảnh sát và tạo ra cơ sở pháp lý để xin lệnh bắt giữ nghi phạm. Khi cảnh sát đến nhà Triệu Hạo Vũ với lệnh bắt giữ, họ phát hiện ra rằng hắn ta đã biến mất trước đó vài ngày. Nhận thức được mức độ nguy hiểm của đối tượng, lực lượng chức năng đã lập tức tổ chức một cuộc truy tìm toàn diện. Trong khi đó, họ tiến hành khám xét căn nhà của Hạo Vũ để tìm thêm bằng chứng. Ban đầu, căn nhà dường như không có gì bất thường. Các nhà điều tra đã nhận định rằng nghi phạm đã lường trước được mọi việc và dọn dẹp sạch sẽ trước khi bỏ trốn. Tuy nhiên, họ đã quyết định sử dụng luminol, một loại hóa chất đặc biệt có khả năng phát hiện ra vết máu dù đã bị tẩy xóa. Khi lớp hóa chất được phun khắp nhà, sự thật ghê rợn đã dần hiện ra. Dưới ánh sáng đặc biệt, những vệt máu lớn xuất hiện ở trên sàn và thảm ở trong phòng khách. Kết quả phân tích ADN đã xác nhận rằng các mẫu máu này thuộc về Trương Tiểu Nhiên. Điều này chứng tỏ rằng cô đã bị giết trong chính ngôi nhà của Triệu Hạo Vũ. Dựa trên thông tin thu thập được, cảnh sát đã mở rộng phạm vi tìm kiếm và theo dõi các mối quan hệ của Triệu Hạo Vũ. Cuối cùng, họ phát hiện ra anh ta đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở ngoại ô. Một cuộc đột kích nhanh chóng đã được thực hiện và Triệu Hạo Vũ đã bị bắt giữ mà không có bất kỳ sự kháng cự nào. Tại cơ quan điều tra, sau nhiều giờ thẩm vấn, Triệu Hạo Vũ cuối cùng cũng đã thừa nhận tội ác của mình. Hắn khai rằng vào ngày xảy ra vụ án, hắn ta đã dụ Trương Tiểu Nhiên ra khỏi lớp học với lý do là có chuyện quan trọng cần nói riêng. Lợi dụng sự tin tưởng từ mối quan hệ bạn bè, hắn đã đưa cô về nhà. Tại đây, hắn đã khống chế cô bằng cách giết cổ từ phía sau. Sau khi nạn nhân bất tỉnh,
Hạ Vũ đã trói cô bằng băng keo, hành hạ cô và quay lại toàn bộ quá trình này bằng điện thoại di động. Hắn khai rằng mục đích quay video là để làm kỷ niệm, bởi vì hắn cảm thấy rất thích thú với việc lưu giữ lại cảnh tượng nạn nhân trong trạng thái bất lực. Khi Trương Tiểu Nhiên tỉnh lại và cố gắng phản kháng, hắn đã dùng một con dao sắc nhọn để đâm nhiều nhát và kết liễu mạng sống của cô. Sau khi giết chết nạn nhân, Triệu Hạo Vũ đã cẩn thận dọn dẹp hiện trường, phi tang mọi dấu vết, sau đó thì vứt xác cô ở bờ sông Thanh Hà. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ lại đoạn video ở trong điện thoại. Khi được biết về đoạn video do Triệu Hạo Vũ quay, cảnh sát đã đến gặp Lưu Phương Lan, người trước đây đã từng khai là đã xem đoạn video của nạn nhân. Tuy nhiên lần này, Phương Lan đã khẳng định rằng mọi điều cô nói trước đây chỉ là bịa đặt nhằm thu hút sự chú ý. Điều kỳ lạ là những chi tiết mà Phương Lan đã bịa ra lại trùng khớp một cách đáng kinh ngạc với cách mà Triệu Hạo Vũ đã giết người, bao gồm cả việc giết cổ, trói bằng băng keo và quay video. Điều này đã khiến cho các điều tra viên không khỏi bất ngờ, nhưng đồng thời cũng đặt ra thêm câu hỏi, làm thế nào mà Lưu Phương Lan lại có thể mô tả chính xác đến như vậy? Dù không tìm thấy bằng chứng trực tiếp để liên kết Lưu Phương Lan với vụ án, nhưng những lời khai của cô vẫn là một phần ở trong hồ sơ điều tra. Với những bằng chứng pháp y và lời thú nhận của Triệu Hạo Vũ, hắn đã bị đưa ra xét xử với cáo buộc giết người. Tại phiên tòa, hắn tiếp tục khai nhận toàn bộ tội ác. Khi được hỏi về động cơ, hắn thừa nhận rằng mình bị ám ảnh bởi những bộ phim kinh dị và những kẻ giết người hàng loạt, đồng thời cảm thấy kích thích khi thực hiện hành vi tội ác. Phiên tòa đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân trong thị trấn. Tại tòa, cha của Trương Tiểu Nhiên đứng lên đối mặt với hung thủ và hỏi: "Cậu đã cướp đi mạng sống của con gái tôi, nhưng tôi chỉ muốn cậu nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời, tại sao cậu lại giết con bé?" Đáp lại, Triệu Hạo Vũ chỉ mỉm cười lạnh lùng, không nói lời nào, cũng không tỏ ra hối hận. Sự bình thản đáng sợ của hắn đã khiến cho cả tòa án bàng hoàng và phẫn nộ. Với thỏa thuận nhận tội, Triệu Hạo Vũ đã bị kết án tử hình, mức án tối đa cho tội danh của hắn. Ngoài ra, hắn cũng đã thừa nhận là đã lấy chiếc điện thoại và chiếc nhẫn của Trương Tiểu Nhiên để giữ làm kỷ niệm. Cảnh sát cũng đã phát hiện ra rằng trước đây hắn đã từng hành hung một phụ nữ bằng cách dùng thắt lưng siết cổ, hành vi mà hắn đã khoe khoang với đồng nghiệp tại nhà xác. Vụ án Trương Tiểu Nhiên là bi kịch không chỉ cho gia đình mà còn của cả một cộng đồng. Sự tàn nhẫn và lạnh lùng của hung thủ đã để lại nỗi ám ảnh sâu sắc, khiến cho mọi người phải đối diện với bóng tối tiềm ẩn ở trong con người. Nỗi đau và câu hỏi tại sao của gia đình nạn nhân là tiếng nói chung của một xã hội yêu cầu công lý. Vụ án không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về nguy cơ từ những tâm lý lệch lạc, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của cộng đồng ở trong việc bảo vệ lẫn nhau. Dù vụ án đã được tuyên, nỗi mất mát vẫn sẽ mãi là một vết hằn không thể xóa nhòa. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo về những video mới nhất nhé.